bà. Hôm nay vợ luôn mời, xin mời đại gia đình mình đi xem vào cửa hàng mà cửa hàng siêu thị để xem đồ của ma quỷ nha cả nhà. Cả nhà có thấy lạ không nè? Ở nước Đức chuẩn bị là sắp tới là có hội giống như hội nói về ma quỷ đó cả nhà. Đây là ngày lễ hội đó, lễ hội để dành cho ma quỷ đó cả nhà. Giống như những người thanh niên thiếu nữ đồ thích ăn mặc hay là trang điểm giống như phù thủy vậy đó. Người ta tổ chức lễ hội cũng rất là lớn ở đại gia đình. Cả nhà mình thấy có lạ không ha? Ma quỷ cũng có ngày hội nữa đó, ngày lễ nữa đó. Cũng hoành tráng làm lớn lắm. Hôm nay mình vào siêu thị này nè, để mình quay cho đại gia đình mình xem coi quần áo người ta bán như thế nào nha cả nhà, để đại gia đình mình cũng hiểu biết thêm một chút gì đó lễ hội của ma quỷ nha. Cả nhà đi xem cùng mình nha, đi thôi cả nhà ơi. Đây người ta bán đồ để dành cho ngày lễ hội của ma quỷ đó đại gia đình. Cả nhà mình có thấy lạ không nè? Ma quỷ mà cũng có lễ hội rất là lớn luôn đó. Dân Đức họ cũng tổ chức, thanh niên thiếu nữ thì nói chung là cũng vẽ mặt mày giống như phù thủy vậy á. Có nhiều người không biết ma quỷ ra sao nhưng mà cứ tưởng tượng thôi, tưởng tượng mà vẽ lên và làm những cái bộ đồ rất là sợ hãi luôn đó. Ma quỷ mà, nên nói chung là mình quay để cho đại gia đình mình cùng xem nha, đi xem nhé cả nhà để coi lạ như thế nào ha. Cả nhà ơi đi cùng mình nha, các bạn ơi đi thôi. Bên này bán đồ modern cả nhà, bán đồ modern cho nam nữ. Còn đây cả nhà ơi, các bạn xem nè, đồ của ma quỷ nè, mời đại gia đình mình cùng xem nha. Đó, người ta trang trí đồ ma quỷ rồi đó cả nhà. Cả nhà có thấy ma lần nào chưa? Cả nhà ơi, cả nhà có biết ma chưa nè? Đây đó, ta cứ tưởng tượng thôi, cứ tưởng tượng rồi làm hình tượng lên nè. Đó, ma quỷ nè, căn nhà mình sợ không nè. Ngày hội ma quỷ sắp tới rồi thì họ cũng trưng bày lên đây nè để bán đó đại gia đình. Ai mua thì mua, còn ai không mua thì vẽ mặt mày giống như ma quỷ vậy đó. Tổ chức ngày hội rất là lớn luôn á. Cả nhà mình thấy có sợ không? Nồi dành cho ma quỷ đó cả nhà. Bạn mình có thấy ma chưa? Có thấy ma như thế nào chưa? Bây giờ đây cảnh tượng đây nè, là ma, cảnh tượng ma quỷ đây nè. Wow, cả nhà thấy lạ không? Đất nước văn minh mà cũng có ngày hội lễ, ngày lễ lớn cho ma quỷ nữa đó, dành riêng cho ma quỷ nữa chứ. Rất là lạ kỳ đúng không nè? Sợ luôn cả nhà, mình thấy mình sợ rồi đó, rùng rợn luôn đó. Ghê ơi là ghê à.
là cũng là ngày hội lớn nên mình cũng quay lại gia đình mình biết và xem. Đây là mộ phù thủy nè, đại gia đình phù thủy đó. Nhìn thấy sợ quá ha. Lễ hội ma quỷ cả nhà ơi, toàn là đồ ma quỷ thôi, không muốn bay cũng ma quỷ luôn nè. Cả nhà mình thấy lạ không nè, lạ ơi là lạ đúng không? Quay lại cho đại gia đình mình cũng hiểu biết thêm một chút gì đó về lễ hội của ma quỷ ở châu Âu, ở nước châu Âu này nè cả nhà. Trong đây là bán đồ dành riêng cho ma quỷ. Ma quỷ treo lơ lửng thì phải sợ luôn cả nhà. Ở nhà có sợ không nè? Mình thấy sợ quá, nhìn thấy rùng rợn luôn rồi. Đang trang trí ở trong có cái bánh sinh nhật nữa. Nhìn đẹp, bánh sinh nhật thì nhìn đẹp. Có những trái tim, trái tim yêu dễ thương này. Sắp tới đây là nước Đức có ngày hội lễ lớn về nói về ma quỷ cả nhà, tôn vinh về ma quỷ đó, nên mình cũng quay lại cho đại gia đình, cho các bạn mình cùng xem đồ mà họ trang điểm giống như là ma quỷ vậy đó, rồi họ tổ chức nhảy múa ca hát đó đại gia đình, rồi đi khắp nơi. Những em nhỏ đó thì cũng gõ cửa từng nhà một để xin kẹo bánh hoặc tiền đó cả đại gia đình. Rất là hay, rất là lạ luôn, một phong tục mà ở Việt Nam mình chưa bao giờ thấy đó. Ngày hội của ma quỷ mình không biết ở Việt Nam có hay không, mình cũng không rành, nhưng mà ở đây là như vậy thì mình cũng quay lại đại, cho đại gia đình mình cùng xem, cùng hiểu biết thêm về một chút gì đó ở nước Đức này. Ngày đó thì các em nhỏ đi gõ cửa từng nhà một, đi bấm chuông từng nhà một vậy đó, rồi xin kẹo, xin bánh, xin tiền, ai cho thì cho. Ngày hội ma quỷ cũng gọi là ngày hội, ngày mà gọi là hóa trang đó cả nhà. Đó, mọi người cùng đều hóa trang, nhảy múa đó. Ngày hội hóa trang là ngày của ma quỷ đó. Ai hóa trang như thế nào thì hóa trang theo ý của mình. Mình thích hóa trang như thế nào cũng được, mà làm rùng rợn sợ. Có nhiều người là đeo mặt nạ nữa đó, đeo các kiểu mặt nạ luôn. Đó, ngày hội, ngày của ma quỷ, ngày hội hóa trang ở nước Đức là như vậy đó đại gia đình. Khi nào có tổ chức lễ thì mình có thì mình cũng quay lại cho đại gia đình mình cùng xem nha.
để gia đình mình cũng hiểu biết thêm về một chút gì đó trên đất nước này. Ngày lễ hội ma quỷ ra sao, ngày quá trang, ngày hội quá trang như thế nào nha cả nhà. Mình cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Mình Lu Mờ Cuộc Sống Ở Đức của mình. Đại gia đình yêu ơi, nếu cả nhà thích kênh Mình Lu Mờ, cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình với nha, để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay nè cho đại gia đình mình, cho các bạn mình cùng xem nhé. Mình cũng giới thiệu trên đất nước này có những gì hay, phong tục như thế nào, thì mình cũng giới thiệu một chút cho đại gia đình mình cũng hiểu biết thêm một chút gì đó trên nước châu Âu, nước Đức nha. Sắp tới là có ngày hội quá trang, là ngày của ma quỷ, thì mình cũng giới thiệu cho đại gia đình biết người ta buôn bán những đồ mặc như thế nào và vẽ ra sao mặt mày để cho đại gia đình mình xem. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình cũng xin kính chúc cho ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống, được mọi sự như ý nha cả nhà. Bây giờ Mình Lu Mờ xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân thương nha. Bye bye đại gia đình, bye bye các bạn, bye.